Chào cả nhà nhé. Chào các bạn muốn xem video lần đầu nấu canh quay sọ với rau muống nhá. Hôm nay mình hướng ra mình làm một cái video để giải trí thôi chứ không hướng dẫn ai cả. Để các bạn nào có nhu thích xem thì xem thôi. Làm một cái video giải trí về nấu canh quay sọ với cả rau muống. Canh khoai sọ với rau muống này thì nấu đơn giản theo cái cách đơn giản nhất dân dã để có một cái bát canh khoai ngon chúng ta ăn cơm. Hiện nay là đang trong cái giai đoạn nghỉ dịch cách ly ở nhà nên cho nên là tiền bạc thì không có nhiều, đi chợ cũng không được, 2 tuần nay ở trong nhà rồi. Thế cho nên là chỉ nấu ở những cái đồ mà sẵn có trong tủ lạnh mà dễ dàng nhất, có cái bữa cơm về để vẫn đảm bảo sức khỏe để sống qua mùa dịch này nhá các bạn. Các bạn xem video thì cũng coi như là một cái video giải trí thôi nhá. Ai mà muốn tham khảo thì xem. Thế còn mình cũng không hướng dẫn để nấu một cái nồi canh khoai sọ khủng như ở nhà hàng hay là ở các cái chuyên tạp trang tạp chí ẩm thực. Cái này chỉ là nấu dân dã theo cái cách dân dã, cách chi phí rẻ nhất để chúng ta có bát canh ngon để ăn thôi. Đấy, đây là khoai sọ các bạn ạ. Khoai sọ là trước khi bóc vỏ của nó thì nó bẩn như thế này, nó toàn đất luôn. Thế cho nên là chúng ta có một là chúng ta cạo, hai là rửa, ba là luộc sẵn. Đây nha các bạn nhé. Hôm nay mình bỏ rau muống này là rau muống để tủ lạnh cho nên là lá nó hơi vàng vàng. Chúng ta nhặt rau muống để nấu cùng canh khoai nhé. Canh khoai sọ nấu với rau muống là món ăn đặc sản tuyệt vời luôn. Từ xưa đến nay ăn lúc nào cũng cảm thấy ngon luôn. Đấy các bạn nhìn rau này. Nhặt một ít thôi, xong rửa sạch đi, xong để lúc nào mà canh khoai gần chín bắt ra ăn, chuẩn bị bắt ra ăn thì cho rau muống vào, thì ngon tuyệt vời nhá. Đấy, xong rồi. Đấy, rửa sạch rau muống nhá, rửa sạch rau muống các bạn nhá. Nhặt bỏ hết lá vàng đi. Đấy, đây là khoai sọ nhá. Khoai sọ mình đã làm sạch rồi, mình để trong tủ lạnh. Bây giờ mình bỏ ra để nấu canh. Mình giới thiệu để các bạn biết đây là khoai sọ. Cái củ khoai này nó bé lắm. Thế cho nên là nếu mà cạo vỏ thì ngứa tay, nếu mà gọt thì nó gọt bay hết. Thế cho nên là mình luộc khoai xong, mình luộc khoai chín rồi mình lấy tay mình bóc bỏ vỏ, xong rồi mình để vào bát này, mình cho vào cất vào tủ lạnh để đến bữa mình bỏ ra mình nấu canh nhé. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là nấu một nồi canh khoai sọ với rau muống rất là đơn giản, không có xương. Đây là nồi canh của mùa dịch cho nên là thiếu đủ mọi thứ. Mình chỉ mặc dù không có xương nhưng mà mình sẽ cho một ít thịt băm này. Cho một ít thịt băm vào cho nó ngọt nước. Đấy, còn đây là khoai sọ nhá. Đấy, khoai sọ sau khi luộc bóc vỏ rồi nhá, này bỏ ra để nấu canh. Khoai sọ này thì thường ở quê mình mà nấu ấy thì trước đây mẹ mình là hay cho nó vào bao tải. Thế xong rồi cho ra nước bắt đầu đạp. Thế tự nhiên nó bóc hết, chóc hết cái vỏ. Thế là xong là bắt đầu nấu. Thì rất là ngon. Thế nhưng mà đây là củ nó bé quá, cạo nó mất công. Cho nên là mình rửa qua xong mình luộc, luộc xong mình bóc vỏ. Đấy, để cho nó sạch sẽ nhá, mà cũng không bị ngứa tay. Đấy nhá, mình cho cái thịt băm này vào nhá. Đấy, cho ít thịt băm vào.
mùa dịch các bạn, mùa dịch cho nên là không có nhiều đồ ăn đâu, kinh tế nó khó khăn đấy. Bây giờ mình tiến hành mình cho khoai vào, khoai để tủ lạnh, có thể nấu này hơi nhiều cho nên mình sẽ chia hai bữa ăn để tiết kiệm, đây để bữa sau. Và thôi nấu tất đi, tất ăn cho nó đã. Đấy, xong nhá. Đấy, bây giờ mình cho nước vào. Khoai này mình luộc chín rồi thế cho nên là cũng không cần phải ninh nhiều nữa đâu. Nhưng thường nếu mà khoai nếu mà nó còn tươi ấy, thì chúng ta phải ninh lâu thì nó mới mềm. Cái khoai này luộc chín rồi cho nên là ninh rất là nhanh rồi. Đấy. Mình nấu theo cái cách đơn giản nhá, chế biến theo cái cách đơn giản nấu để ăn cho qua cái mùa dịch thôi chứ không phải là cầu kỳ gì. Các bạn nào xem cái cách nấu này của mình thì có thể là biết cái cách nấu này để tham khảo. Còn các bạn muốn nấu theo kiểu hoành tráng ấy, thì các bạn xem các cái hướng dẫn của các cái công ty ẩm thực hay là các cái nhà hàng họ làm thì nó chuyên nghiệp. Đây mình nấu ở nhà nên chỉ cần là ăn được với cơm ngon, trôi cơm, thế là đạt mục đích. Đấy, mình tiến hành cho gia vị nhá. Đây là dầu ăn này, cho một ít dầu ăn vào. Đấy, cho luôn này nước mắm này. Đấy, cho ít nước mắm vào này, cho muối bột canh này. Canh này cứ phải để nó đậm đà ăn nó mới ngon. Đấy, cho vừa thôi, chúng ta cho tiếp, cho luôn mì chính, cho luôn mì chính nhé các bạn nhé. Rồi, chúng ta đậy vung lại để chúng ta đun, đun khi nào sủi cái đó cho rau muống vào là ăn được. Đấy, sau khi mình rửa rau sạch nhé. Rửa rau sạch rồi mình để đây rau muống để cho ráo nước, để tí nữa khoai nó chín thì mình sẽ cho vào rau vào nồi vào khoai canh khoai sọ nhá. Đấy, nồi canh khoai chuẩn bị sủi rồi các bạn ạ. Bắt đầu sủi đấy nhá. Sủi lăn tăn rồi. Để xem nào. Úi giời. Tuyệt vời chưa? Đấy. Chúng ta cứ để nó sủi một lúc cho nó nhừ thêm ngon. Đây nhá, đây là khoai sọ mình sau khi mình luộc rồi đây các bạn. Đây là cái củ khoai sọ nhá. Củ khoai sọ này nó bé thì thường là các bạn có thể là ai mà có công thì cạo, cạo vỏ hoặc là gọt. Củ bé này mà gọt thì nó bay hết cái thịt của nó. Cho nên là tốt nhất là cạo và chúng ta cho ra bao tải chúng ta đạp xong rửa sạch đi, chúng ta nấu canh nấu từ đầu. Thế còn đây là mình là khoai này là mình luộc, luộc chín rồi xong mình bắt đầu bóc vỏ xong mình mới tiến hành nấu canh. Thì cái nồi canh khoai của mình đây nó như thế này đây. Đấy, canh khoai này thì mình nấu với một ít thịt băm nhá, cũng không có xương đâu, thịt băm có một ít thôi. Đây này. Đấy. Cái này mà có xương ống ấy, chúng ta ninh thì ngon tuyệt luôn. Nhưng mà đang cái mùa dịch, kinh tế khó khăn, cũng ở nhà lâu, có đi chợ đâu, không dám đi chợ. Đấy, cho nên là chỉ nấu này thôi. Nhiều bạn là thích nấu là để xong là cái củ nó còn nguyên này để ăn. Nhưng mà cũng có người là thích là cho nó cái nước nó sền sệt ra tí, xong là chan vào cơm, ăn tốn cơm. Canh này ăn thì cực kỳ tốn cơm luôn. Ngon chưa? Đấy, củ khoai này. Đấy, các bạn thấy củ khoai này. Quá ngon luôn. Đấy. Như thế này là chắc là ổn rồi. Đấy, mình phải thử một tí nước. Một tí nước xem nó vừa không. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho rau sống, cho rau muống vào nhá. Đấy nha, mình tiến hành cho rau muống vào nhé các bạn nhé. Đấy, đây này.
Đã ai được ăn canh khoai sọ nấu với rau muống chưa? Món này món ăn dân dã nhưng mà rất là ngon luôn. Từ bé mình đã được ăn rồi và bây giờ vẫn không quen, không quên được cái công thức nấu đơn giản này. Nói thật, thật sự ngày xưa nấu chỉ có muối. Bây giờ thì ví dụ như các bạn mà có điều kiện thì chúng ta nấu xương ống, xương sườn, rồi gia vị gia giảm đầy đủ vào. Còn mình đây thì mình chỉ nấu đơn giản này thôi, đơn giản để ăn là được, có để ăn cơm là được. Đây này, khoai này, đấy, khoai nó chuẩn bị ấy ra rồi đấy, khoai bở ra lắm rồi. Nồi canh này cho gia đình 4 người ăn ngon tuyệt vời luôn, quá là bon mồm. Ngày ăn cơm tốn cơm lắm, bon mồm, thấy chưa? Đấy, rau sủi, rau sủi chín đấy, khoai vẫn còn nguyên nhá. Đấy, các bạn nhìn cái nước canh của nó này, đậm đà chưa? Đấy, nước canh này mà tưới cơm thì nhất quả đất luôn. Rau muống này ngon luôn. Đấy, chúng ta để cho nó sủi một tí này, cho nó rau muống nó chín, rau muống này chưa chín. Đấy, bắt đầu sủi rồi các bạn ạ, sủi này là rau chín rồi. Rau muống này các bạn có thể là cũng có thể có bạn xào nhé, nhưng mà mình thì mình không xào, có thể xào qua cũng được. Nếu mình cho vào như này là nó cũng bắt hết cái nước khoai này rất là ngon, nên nó rất là đậm đà. Đấy, khoai các bạn thấy chưa? Đấy, khoai này. Đấy, ngon không? Quá ngon luôn. Ăn này tốn cơm lắm. Đấy, sủi bong 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 bong, quá tuyệt vời món canh khoai này của mình luôn. Đấy nhá, bắt đầu mình tiến hành múc canh khoai ra bát ăn nhá. Úi sủi, cái rau muống nó phải xanh này các bạn, rau muống này hơi nhiều quá, thấy chưa? Ngon, quá ngon luôn, quá ngon mê ly luôn. Này mà có tí xương nữa thì tuyệt vời các bạn. Tí xương ống thì cái nước này long lanh luôn. Bởi vì không có xương, chỉ có thịt thôi. Có thịt nhưng cũng rất là ngon luôn. Nồi canh này 4 người ăn không phải ăn cái gì đâu. Chỉ mỗi người 2 bát cơm với này. Canh khoai này là quá ấm luôn. Nhiều khoai lắm nhưng mà nó hình như là tan ra rồi. Tan được rồi, nước cũng ngon. Đấy các bạn nhìn nước, nước nó sệt sệt, ánh. Óng ánh luôn. Mình cho tí thịt băm nữa, nó đẹp. Đấy, ngon chưa? Canh khoai rau muống nha các bạn nhá. Đây, mời các bạn thưởng thức bữa cơm canh khoai sọ nấu rau muống với mình nhá. Đây, khoai sọ này, khoai nhỏ ăn rất là ngon luôn. Đó, rau muống đây. Đấy, rau muống. Đấy, ở dưới này là toàn rau muống thôi, muối và khoai, khoai mềm lắm. Đấy, ngon chưa? Các bạn thấy ngon tuyệt vời nhá. Đấy, mời cả nhà ăn cơm mình nhá. Đây, thử luôn cơm canh khoai sọ
nấu với rau muống đấy, rồi tốn cơm lắm các bạn ạ. Ăn này quá chất luôn. Đấy, thấy chưa? Quá chất. Đấy, trưa nay ăn cơm đơn giản với cả canh khoai sọ với cả rau muống với cả trứng rán nhá. Hai quả trứng rán với một ít thịt băm. Thế là đủ bữa, đạt tiêu chuẩn các bạn. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Có rất nhiều cái cách để nấu canh khoai ngon và hấp dẫn hơn thì các bạn có thể comment ở dưới để chia sẻ. Đây là mình cũng làm cái một lần nữa, mình nói lại là cái mình làm cái video này quay giải trí vui vui thôi, những cái ngày nghỉ ở nhà chống dịch, nấu canh khoai đơn giản nhất và với chi phí thấp nhất vì đồ không có, hai tuần nay ở trong nhà rồi cho nên là như thế này là quá chất rồi các bạn ạ. Đây bát cơm mình đây, quá ngon luôn. Thôi bây giờ mình xin phép để dừng video ở đây để mình ăn cơm nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Làm một bát canh khoai sọ nấu với rau muống đã. Đấy, đây là rau muống này. Múc khoai vào. Khoai mới thịt đấy nhá. Rồi. Quá ngon luôn các bạn. Đấy, rau này, khoai này. Khoai rất là mềm luôn các bạn nhé. Cái khoai sọ mà cái củ nhỏ, củ tròn tròn này là toàn củ con này, này ăn rất là mềm luôn. Cho vào mồm phát là nó tan chảy ở đầu lưỡi luôn. Đấy, rau muống này ăn rất là ngậy, thơm này. Đấy, thử miếng rau nữa xem. Ngon, quá ngon luôn các bạn. Thật sự là hấp dẫn.